Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Rijata. Sẽ ra trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng loại Euro 2024 và sẽ được diễn ra vào lúc 1:45 rạng sáng ngày 28 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Hà Lan trận đấu này sẽ tiếp đón Rijata trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Hà Lan sẽ là những người đứng dắt cửa trên và sẽ chấp độ khách Rijata với mức kèo cũng rất là cao, 5,75. Mức kèo cũng có thể tăng 6 trái và hạ xuống còn 5,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 6,25, 6,5 và 6 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn cho đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu rồi nha. Thì trong quá khứ Hà Lan và Rijata cũng đã có hai lần gặp nhau. Và hai lần gặp nhau đó thì Hà Lan đều giành chiến thắng trước Rijata. Và nếu mà tính ra với mức kèo hiện tại thì Hà Lan đều vượt qua được ở hai lần đấu đầu đó. Năm trận thi đấu gần nhất của Hà Lan thì Hà Lan thắng 2, hòa 1 và thua 2. Năm trận thi đấu gần nhất của Rijata thì Rijata thắng 2 và thua 3. Và trận đấu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình vẫn đặt niềm tin vào đội chủ nhà Hà Lan chấp 5,75 hoặc là 5,5. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp trận đấu này nó cũng hơi cao, tuy nhiên thì do Rijata là một đội bóng cũng không quá mạnh. Nếu mà trận đấu này xét về thực lực mà Hà Lan có đưa ra đội hình BCD gì đó thì Hà Lan vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Rijata khá là nhiều. Thứ hai là trận đấu này Hà Lan có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích ở đầu, hiện tại thì Hà Lan họ cũng còn đang vượt trội hơn so với Rijata. Với lại là ở lượt trận đầu tiên thì Hà Lan đã để thua tan nát trước tuyển Pháp rồi, cho nên là ở lượt trận này quay trở về trên sân nhà mà gặp một đối thủ của dưới cũng không quá mạnh, đây sẽ là cái cơ hội để cho Hà Lan có được chiến thắng đầu tay. Mình nghĩ trận đấu này Hà Lan họ sẽ trút một cơn giận vào Rijata, cho nên là với cái mức kèo thế này thì mình nghĩ là một lần nữa Hà Lan họ sẽ vượt qua được. Và đầu tư tấn mình ưu tiên đi cửa Hà Lan chấp 5,75 hoặc là 5,5 nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 6,25, 6 trái và 6,5 thì mặc dù là cũng khá là cao, tuy nhiên thì do hai lần đối đầu gần nhất thì đều nổ tài. Nếu mà tính ra cái mức kèo tài xỉu thế này thì mình nghĩ là trận đấu này một lần nữa sẽ có từ 6 cái bàn trở lên, vì đó sẽ là 6-0 hoặc là 7-0 hay là 7-1 như vậy cho Hà Lan. Nên là trận đấu này và đầu tư tấn mình nữa thì ưu tiên chọn cửa tài trận đấu này. Nếu như mà trận đấu này mà tài 6,25 thì các bạn khoan hãy vào, các bạn lựa kèo tài 6 thôi, hoặc là có thể là xem đá tầm 50 phút gì đó. Nếu mà chưa có bàn thắng thì lúc đó kèo tài nó sẽ hạ xuống, thì lúc đó các bạn hãy nên vào cho nó an toàn. Nhưng mà thật sự thì trận đấu này các bạn nên vào Hà Lan không được rồi, không cần phải vào tài xỉu đâu, tại vì nó cũng rất là giật giò nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 2,5 và tài xỉu là 2,75. Vì đó thì một với điểm tựa sân nhà và thực lực nhỉnh hơn, đẳng cấp vượt trội hơn thì Hà Lan họ sẽ có 3 hoặc là 4 bàn dẫn trước. Thì một các bạn chọn cửa Hà Lan chấp 2,5 nha và đá tài 2,75. Tóm lại cho đâu chốt kèo là chọn cửa Hà Lan và tài ở hạng mục cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha. Xin chào, hẹn gặp lại.